môi trường rất là tốt. Thứ hai nữa là thích hợp với những người đi làm, tức là thời gian học không có gò bó, nó có chung là chủ động của mình về cái lịch học. Tôi tên Tân, hiện là 40 tuổi, tôi đang là một giảng viên của một trường cao đẳng. Hiện tại thì tôi cũng đang cần công việc nên tôi cũng có đầu tư chút thời gian để mà học. Tôi là một người đi làm cho nên cái thời gian nó không có nhiều. Tuy nhiên đến với cái trung tâm thì tôi thấy là cái thời gian của mình cũng có thể linh động. Cụ thể là tôi đang ngồi vào cái giờ trưa cũng như là những cái giờ mà ngoài giờ tôi có thể là tôi đến đây tôi học được. Kiến thức mà thầy cô mà truyền tải á, tôi thấy nó vừa sức với mình cho nên tôi thấy nó đang có hiệu quả. Lúc trước tôi học theo cái phương pháp truyền thống, tức là có những cái bài trong cái khuôn mẫu. Tuy nhiên là đến với Lithuania thì tôi học nói chung là được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần để tăng cái khả năng giao tiếp của tôi lên. Thứ hai nữa là vì cái môi trường là một hoàn toàn trong tiếng Anh cho nên là cái vấn đề mà học ở đây tôi thấy là rất là tốt để tôi có thể là thể hiện cái khả năng của tiếng Anh của mình. Môi trường rất là tốt. Thứ hai nữa là thích hợp với những người đi làm, tức là thời gian học không có gò bó, nó có chung là chủ động của mình về cái lịch học. Tùy vào cái cấp độ của người học thì cũng chúng ta có thể là chọn. Ở đây rất là nhiều cái lớp outside bên ngoài thì chúng ta chọn cái bài lớp nào cho thích hợp. Ví dụ như cái level của tôi thì tôi có rất là nhiều lớp để tôi lựa chọn. Cái lớp mà học outside bên ngoài á thì rất là tốt cho tôi review lại, tức là ôn lại kiến thức mình đã học. Thứ hai nữa là ôn lại cái kiến thức cũ của mình và tạo cho mình gọi là cái tự tin để mà giao tiếp với người nước ngoài cũng như là các bạn cùng học. Có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, mặc dù khả năng tiếng Anh của tôi mới bắt đầu nó cũng có hạn, tuy nhiên tôi vẫn mạnh dạn được, tôi có thể là trao đổi tiếng Anh bằng với các bạn cùng học mà cũng như là giáo viên cũng như là những cái người bản ngữ. Mọi người ơi, nếu chúng ta có cái thời gian chúng ta cần thiết trong cái việc đầu tư thời gian về học tiếng Anh thì nên chọn cái trung tâm Unitown, vì thứ nhất là về cái thời gian chúng ta tự đặt được cái lịch học cho chính mình, cái khả năng giao tiếp chúng ta rất là tốt trong quá trình mà mình học. Mọi người hãy đến học đi nào.